TV Samsung Neo QLED 8K, loa thanh Q Series, đỉnh cao âm sắc, xem sâu vượt chuẩn. Cộng lại nhiêu rồi? Cộng lại nhiêu rồi? Ủa quên, con hả quên. Cộng lại nhiêu rồi? 250, 235, 285 rồi. Ủa 485 rồi. Tốt. Mô trơn quá, mô hơi phấn. Lưu ý là khi nào mà hoàn thành là phải giữ trong 5 giây nha. Thằng em mô phấn dày quá nó tuột. Thu ơi, muốn đánh phấn dày lại. Đã da dầu được đánh phấn dày cho nó tuột quá rồi. Tháo ra. Không tháo được. Xịt cục mụn quá. Trời ơi. Cục mụn quá. Trời ơi. Nào mụn. Mụn bọc. Vô. Rồi, tiếp. Bao nhiêu gram? Em đoán đi. Chai nào? Trời ơi. Nó tuột quá. Chai nào? Đổ môi hồn. Nó bị tuột quá, cho cái bự nó mới dính được. Lỡ cho cái bự. Cho em luôn. Sợ em à. Cho em. Ôi, chơi lần này là tôi không có quay nữa, tôi đi về luôn. Tại vì môi đâu nữa nói. Các em nhỏ ở nhà không làm theo các anh lớn nhé. Trời ơi, cái nhận chủng của em xấu quá kìa. Trời ơi. Ê, chạy máu. Anh chạy đường 3 rồi nè. Trời ơi. Xong xong đó. Vô. Bao nhiêu? Bây giờ thách bao nhiêu ạ? À? Mấy lạng rồi Hiếu? Dạ 485g. Lên là dứt. Thôi anh hết một, luôn. 1, 2, vô. Đếm từ 1 đến 10 nha. 485g nha. 1, 2, trời lớn không? 3, okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em chạy 250 không? Cười lên. Let's go. Lên. Trời ơi, ghê quá. Cộng lại. Ngày xưa bên dòng sông có hai người đã. Đeo lắm em ơi. Đeo đi. Trời ơi. Kiểu này là nó về nó chạy ra luôn đó. Em ơi. Kéo anh. Kéo đi. Anh kéo đi. Bỏ đi. Lùi lại làm. Sắp thua. Cố lên. Ok, go. TV Samsung Neo QLED 8K, loa thanh Q Series, đỉnh cao âm sắc, xem sâu vượt chuẩn. Xin chào các bạn đang đến với khu dã ngoại Trung Lương thuộc xã Cát Tiên, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ha. Yeah. Nơi đây thì là một cái khu dã ngoại rất là nổi tiếng ở tỉnh Bình Định và được thời gian gần đây thì được rất là nhiều du khách ghé thăm. Ngày mai thì chúng ta sẽ có nhiều cái thời gian để mà trải nghiệm cái cảnh đẹp thiên nhiên ở nơi đây. Còn tối nay thì chúng ta sẽ chơi những cái trò chơi hết sức là nhẹ nhàng. Sau đó chúng ta ăn tối và nghỉ ngơi. Nói chung hôm nay không có gì nặng nhọc với các bạn cả. Wow. Ơi. Không được, phải nặng nhọc. Phải nặng nhọc chúng thôi. Chúng ta muốn nặng nhọc. Con mắt bở không lên rồi. Con mắt bở không lên rồi. Muốn nặng nhọc. Trò chơi cuối. Ngủ đi. Cử tạ. Hả? Cử tạ đi. Ê đừng. Đã hay bệnh rồi mà cứ đặt mọi chương trình cho gì đó. Cảm ơn chương trình 2-3. Cảm ơn. Rồi, chúng tôi sẽ như ý các bạn ha. Các bạn muốn nặng nhọc và cử tạ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một cái trò chơi ở đây luôn. Đó là trò chơi lực sĩ toàn năng. Wow. Người của chương trình hả? Sao kết nói hay vậy? Không biết được. Thôi, biết trước kịch bản rồi. Ở trò chơi này, mỗi đội cử ra một thành viên để đấu đối kháng với nhau. Có 3 loại chai tương ớt Jinsu với trọng lượng lần lượt là 1kg, 250g và 235g. Các bạn sẽ sử dụng một trong 3 bộ phận cơ thể sau đây để nâng tạ: vùng da dưới bắp tay, môi và ngón tay. Hai thành viên của hai đội sẽ oẵn tù trì để giành quyền ưu tiên chọn bộ phận cơ thể nâng tạ. Cùng một bộ phận cơ thể, hai người chơi thách đấu nhau xem ai nâng được trọng lượng lớn hơn sẽ chiến thắng. Dễ hiểu ạ? Lâm hiểu chưa ạ? Dạ em hiểu rồi. Sao ạ? Chơi từng bộ phận đinh thôi, nếu như ai thắng thì thắng, còn ai thua thì uống hết chai tương ớt. Ai thua thì uống hết chai tương ớt. Chơi không? Chơi. Ai thắng cái trò chơi này thì các bạn sẽ có một cái lợi thế vào ngày mai. Bây giờ ai sẽ chơi ạ? À? Qua đây đi. Chị Sáu chơi anh Tư. Dạ ok. Cái gì? Ủa? Sao tôi là chị Sáu? Chú Sáu chơi chú Năm. Đúng. Chú sẽ chơi với con. Hai bạn sẽ quánh tù xì và chọn coi là chơi bằng bộ phận gì. Tụ xì đi. Quánh tụ xì. Quánh tụ xì ra cái gì ra cái này. Quánh tụ xì ra cái gì ra cái này. Bây giờ cho chú Sáu quyền lựa chọn đó. Không. Em thắng mà. Con tôn trọng chú Sáu. Không có. Chú lựa lại đi. Cái nào?
cái môi đi. Rồi, cái môi để giúp Mỹ môi thì ai qua lại Lâm được. Rồi, tự nhiên nói tôi đi vô làm gì? Tôi chấp nhận cái môi nhưng với điều kiện tôi sẽ đổi cầu thủ. Ủa, sao vậy? Ai? Em ơi, sao anh? Trong đội mình không có ai mò tôm của em cả. Trời ơi, mò tôm là gì anh? Mồm tôm. Mồm tôm. Mò tôm. Có. Vô. Trời ơi. Đây có phải là cái môi, đây cái mò. Cái đội lướt tôi đó. Đúng rồi. Gà vô trước đi, vô thế chứ đi, phải bỏ vô. Hình như chập vô là không ok, là từng cái đó đi. Rồi. Môi anh mỏng anh làm được, còn môi tôi dày sao tôi vô? Em bóp mạnh lên. Được mà. Đó. Trời ơi, đau. Chai đầu tiên, bỏ vô. Ủa sao? Trời ơi, nó giật nha. Đập đơn vị bao nhiêu? 235g. Được chưa sao? Ổn không ạ? Được nha. Chai thứ hai, bộ ơi, 250g. Còn tiếp được không ạ? Còn tiếp. Cộng lại nhiêu rồi? Ủa quên, con hả quên. Cộng lại bao nhiêu rồi? 250, 235 là 285 rồi. Ủa 485 rồi. Tốt. Mô trơn quá, mô hơi phấn. Lưu ý là khi nào mà hoàn thành là phải giữ trong 5 giây nha. Thằng em mô phấn dày quá nó tuột. Thu ơi, muốn đánh phấn dày lại. Đã da dầu được đánh phấn dày cho nó tuột quá rồi. Tháo ra. Không tháo được. Xịt cục mụn quá. Trời ơi. Đau mụn. Mụn bọc. Vô. Rồi, tiếp. Bao nhiêu gram? Em đoán đi. Chai nào? Trời ơi. Nó tuột quá. Chai nào? Đổ môi hồn. Nó bị tuột quá, chai cái bự. Nó mới dính được. Lỡ chai cái bự. Chào em luôn. Chào em à. Chào em. Ôi. Chai lần này là tôi không có quay nữa, tôi đi về luôn. Tại vì môi đâu nữa nói. Các em nhỏ ở nhà không làm theo các anh lớn nhé. Trời ơi, cái nhận chủng của em xấu quá kìa. Trời ơi. Ê, chạy máu. Anh chạy đường 3 rồi nè. Trời ơi. Sống xong đó. Vô. Bao nhiêu? Bây giờ thách bao nhiêu ạ? Mấy lạng rồi Hiếu? Dạ 485g. Lên là dứ. Thôi anh hết rồi. 1, 2, vô. Đến được 1, 10 nha. 485g nha. 1, 2, chạy lớn không? 3, okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, em chạy 250 không? Trời, chịu ai bảo vụ nha. Cầm lên nha. Trời ơi, đẹp luôn nè, đó, đẹp luôn. Quá trời, đi co. Ê, hai môn này đỡ hơn nè, Lâm ơi. 1, 2, 3, buông. 10, 9, 8, 7. Đây. Anh phải một cái. Nó tuột. Anh phải một cái môi nó không tuột. Anh chập này là nó bị bự quá. Anh cột sâu vô nó không bị. Chu ra, đó. Chưa điểm. Rồi. Trời ơi, tôi đã giờ không điểm. 10 giây rồi. Anh ơi. Em 10 giây rồi, em hoàn thành rồi. Trời ơi, kéo môi như cái đường cao tốc mà đã giờ không điểm. Anh 6, rồi nó chơi nhỉ anh 6. Không phải, nó không có dính, nó tuột. Vậy giờ điểm, giờ em được 10 giây, anh giờ tới anh 10 giây. 10 giây đó. Rồi. Có hỏi nè. 10. Em Obuda đến 10. Trời ơi. 1. Ủa, chưa, tay. Có hỏi, nó không được, có hỏi. Được, được. Anh nâng đưa nó nhẹ nhẹ thôi. Eo ơi, cảm giác cơ anh nó rắc. Rắc cái mùi trọng. Vậy tôi thua đi anh ơi, thua đi. 5. Anh buông tay ra, chưa buông tay mà. Nó được. 5. 10. Rồi. À, vậy là anh thua. À, tại vì cái môi em mà ngày xưa sửa là có cái G đây. Nè, cái môi có bằng tấm gấp hả? Đúng rồi. Sụn nằm bên trong. Cái càm là rạch ở đây là ta nhét vô là bây giờ nó có cái G. Như vậy là hiệp đầu tiên là Dương Lâm thắng Kiều Minh Tuấn. Rít, hãy là lấy lại danh dự cho đội mình. Đúng. Bây giờ không chơi chai nhỏ nữa. Chơi cái gì? Bộ phận nào? Con khỉ tay và ngón tay. Dùng da dưới cánh tay là bao gồm nách. Được, tôi chơi với cậu. Chơi. Em đừng có gồng. Bóp mạnh lên, hở mạnh lên, tấn. Hở mạnh lên, ăn thịt, ăn nhiều chứ đỡ đâu. Ăn càng ít nó càng đau, ăn càng nhiều nó càng đỡ đau. Đúng rồi. Da anh tập gym. Đúng rồi. Dạ, rồi bỏ hàng. Một trái đầu tiên. Chị ơi, mình đi siêu thị thôi chị à. Ồ, tương ớt thì thật là ngon, phải mua gì cho gia đình thôi. Ồ, một chai gia đình ăn không đủ, chúng ta phải mua cho bà hàng xóm thôi. Anh phải đi xe đẩy. Đúng rồi. Xe đẩy siêu thị nè. Ok. Ok. Bây giờ hàng này, ê, có tin xu kìa. Wow, chai này thật là tiện lợi dành cho gia đình, gọi là đông con, đông gia đình. Đúng rồi, chúng ta hãy bỏ vô đi nào. À. 3, 2, 1 nè, buông ra nè. Buông ra, 2, 1, buông ra. Rồi. Ôi, bên tôi một ký 6.
Ủa sao kỹ xảo dữ vậy? Một chai hả? Một ký 250g. Chai nữa đi. Okay. Không, chai ký. Ê, chai này mới mới nè. Chai này phở bún miếng nè. Wow, thật là tiện lợi cho gia đình chúng ta. Trời, bên kia làm quá quá ha. Yếu, yếu. Vô, rồi. Là ký mấy rồi? Ai? Dặn bao nhiêu lần rồi, ở nhà đừng có xích lâu sành. Như vậy là mỗi hiệp, mỗi đội là thắng một lần. Bây giờ là hiệp quyết định nha. Ngủ ngon, ngủ sướng sao là do em đó nha. Rồi, thẳng tay. Thẳng tay. Vô chai nữa. Chết rồi em tôi, trời em mạnh miệng quá. Cố lên ơi, sắp vậy được rồi. Để em thở đi. Sắp được rồi. Vì vợ sắp em. Sắp được rồi ơi. Vì con chó nhà em, cố lên. Tấn bây giờ nằm ngửa để mặt lên đây. Sao anh? Nằm ngửa để mặt vô. Dạ, rồi. Đúng rồi. Ung ra em. Trời ơi. Cái gì không được. Cố lên anh. Anh ơi, cố lên. Ráng lên anh, đi đây. Ráng lên. Rít. Gia đình mình sẽ ngưỡng mộ mình. Đừng có rít xỉu quýt. Ráng lên, ráng lên, ráng lên. Ráng. Quỳ ơi, quỳ ơi, quỳ ơi. Quỳ ơi, đứng xuống đây. Tôi luôn luôn là tôi, cố chính quy không bao giờ buồn. Đỡ dây phải. Đỡ dây phải, hay quá quỳ ơi. Như vậy là từ sáng đến giờ đội của BTT Trường Giang, Kiều Minh Tuấn và Chris Phan, các bạn chưa thắng được trò nào hết. Như thế là gọi là giữ vững phong độ chị. À, giữ vững phong độ. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn một cái game ăn và một cái game chọn chỗ ngủ buổi tối nay nữa. Cho nên là các bạn hãy giữ vững tinh thần nha. Yeah. Bây giờ trò chơi tiếp theo của các bạn là kéo co bằng tay. Luật chơi như sau: lần lượt mỗi đội cử ra một người để kéo co với thành viên đội đối phương. Mỗi người sẽ phải kẹp quần áo vào tay của mình và kéo nhau. Thành viên đội nào bước qua vạch hoặc bị tuột kẹp ra khỏi tay coi như thua. Nè, anh thử cho, ngồi công tâm. Đợi anh thắng rồi. Kẹp bên kia luôn, cho hiểu. Ủa? Hay vậy? Wow. Rồi. Thú vị. Noel đừng mua cái thông hiển sắm Trường Giang đi. Chi Thế đó là em nghĩ là trò chơi này. Em nghĩ là ai sẽ thắng? Em không biết nữa, nhưng mà em thấy là cái lực là anh Nguyễn Huy sẽ chọn sẽ đó cứng hơn. Rồi, để cho phần thi hấp dẫn hơn, mời hát bài hát. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Kéo qua, kéo qua. Đừng quá. Ủa, kéo mày đi. Nằm luôn rồi. Kéo Huy ơi. Kéo Huy. Cố lên. Đúng rồi, lướn cái cổ của anh đi. Anh lướn vòng lên Huy. Cố lên. Đúng rồi, đúng rồi. Nó tù lên. Tù thì thua. Tù thì thua. Không được cảm cái dây. Cố lên. Cố lên Huy. Ủa, em mạnh lắm mà. Em mạnh lắm mà. Sao bên đây nó tuột tuột á. Tuột gì đâu. Tuột thì thua. Anh lướn thì thua. Từ Huy, từ Huy. Tập trung đi. Huy ơi, ngậm miệng đi. Quý ơi, ngậm miệng lại. Cố lên Quý. Cố lên Quý. Em ơi, qua bên đây chơi nè. Chơi. Quý, cái liễu đi chạy. Anh thua là do anh Giang đó. Trời ơi. Làm khùng làm điên. Em bị viêm tay nữa. Lỗ tay này mọi người. Nè. Trời ơi, đau lè luôn hả? Đau lè rồi. Ôi, sưng lên luôn rồi. Trời ơi, hoại tử rồi. Em muốn thách đấu với anh. Thách đấu hả? Tôi mới thách đấu với em. Bằng môi dưới. Môi dưới. Em thách cái đó cả Việt Nam ai chơi lại em. Môi dưới, tôi muốn anh chơi môi dưới với tôi. Chơi em luôn à. Mời anh. Môi dưới đúng không? Môi dưới. Chơi cái môi đó được, bình thường.
một bên lỗ mũi. Môi đi, môi, môi đi. Môi ok đó. Môi không đâu, cái lỗ mũi mới đâu. Đó. Lỗ mũi mới đâu. Không ăn được em ơi, chứ đừng ăn còn ăn nữa. Tôi cũng thách môi đi. Lỗ mũi đi. Môi. Lỗ mũi, môi cho mũi em môi sữa. Môi cho em lại. Mũi sữa. Mũi sữa. Môi cho em lại ta đâu. Tôi muốn mũi à. Đúng vậy. Tôi muốn kẹp ngay sống mũi à. Chơi được chơi thôi. Chơi được chơi, chơi được thôi à. Cánh mũi được không? Cánh mũi đi chứ sống mũi sao vô. Cánh mũi. Cánh mũi. Cánh mũi thì tôi muốn ngay giữa à. Để đúng lấy rồi. Luôn cái sống mũi ra. Lấy cái sống anh ra đi. Anh bước cái sống anh ra đi. Lâm ơi. Lâm, anh nói nè. Cái gì? Rớt ra ở đây không. Bác sĩ đó là 10 năm phải làm lại. Không phải. Làm 19 năm rồi. Còn 5 một nữa. 1 năm sau sẽ làm lợi cho nên tôi chơi với anh. Vô. Rất nhiều thẩm mỹ viện đang chờ đón mình. Đúng. Một là mình sẽ làm tốt hơn. Hai là hoài tử. Hoài tử. Hoài tử. Hoài tử. Đó, 1, 2, buông tay, buông tay. Buông tay, đừng thắng là buông tay. Buông tay. Buông tay mà. Anh ơi đau anh ơi. Anh ơi đau quá anh ơi. Anh ơi đau lắm anh ơi. Hồi chảy máu cam á. Đau lắm. Thôi tay đi. Trái cổ. Trái cổ không, cổ bị nhùm lắm. Ngồi đi. Trên. 1, 2, 3. Cù lên, kèo đi, cù lên. Cù lên. Let's go. Trời ơi ghê quá. Đồng lại, đồng lại. Ngày xưa bên dòng sông có hai đeo người đã đeo nó hiểu không? Đeo đi trời ơi, kiểu này làm nó về nó chạy ra luôn đó. Tiêu ơi, kéo anh, đừng kéo anh. Kéo đi, kéo đi. Anh kéo đi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ. Lưỡi lại làm. Sập thú á. Cố lên. Ok, go. No. Ủa sao chơi ngu quá. Hay đàn á. Ây da trời ơi. Chơi khóc lẹ đi. Trời ơi. Ê bây giờ để về chơi dãy dây được không? Đừng ai đụng gì tới cái dây hết. Đó nào đó. Trời ơi. Xuống xíu rồi, xuống xíu rồi. Sắp xíu rồi, sắp xíu rồi. Ủa đá bên dây đá cờ hồ vậy. Hồi hồ đó nha. Trời ơi. Ơi dắt một cái là sẽ cái môi. Dắt một cái là sẽ cái môi. Ở dưới bè có mấy đứa chơi dở đó. Cái nhảy mà nó dính lại á. Cái nhảy mà nó dính lại á. Cái nhảy mà nó dính lại á. Áp tục quá. Đừng chơi như vậy. Sập tay, sập tay, kéo lên. Cái gì ta? Cố lên lên, cố lên. Chờ dẫn với tam nha. Kéo đi. Cố lên. Cố lên. Thổng khí. Cố lên. Thổng khí. Đưa rồi, đưa rồi, sẵn đưa rồi. Đau quá. Em ơi, về đây em ơi. Tâm phụt, khẩu phụt. Như vậy, đội của Kiều Minh Tuấn, Chris Phan và Will đã chiến thắng. Đối với hai đội thắng, chúng ta đang có bữa ăn sáng rất là thịnh soạn. Chương trình đã chuẩn bị cho các bạn tại một nhà hàng sang trọng. Trời ơi. Ở Quảng Bình có một đặc sản là sâm bố chín. Đó là một loại sâm tiếng vua ngày xưa. Và bây giờ các bạn sẽ được ăn sáng tại nhà hàng với những món được làm từ sâm. Đội thua, các bạn cũng được ăn sáng với số tiền trong phong bì này. Và các bạn sẽ di chuyển ra chợ Đồng Hới để ăn sáng. Xin mời các bạn lên nhà chợ. Ra chợ có sao không chị? Bao nhiêu à? Quan trọng là nhiêu tiền á Huy. Trời ơi. Mở ra coi, mở ra coi nào. Nào. Là 30.000 á, để mỗi đứa ly xăm mỗi lượng á. 50. Được mà. Làm gì mà 50.000 á? Không bình dân được. Được. Được rồi. Được, 50 ok. Ok. 50. Cơm với lại muối mè. Khởi đầu tụi mình. Nó mì mà. Bánh mì 15.000 ổ. Cũng được. Bánh mì xăm. Không có đâu. Chuyến trở lại này thưa quý vị là khả năng là đội mình là ngon á. Dạ đúng rồi. Đó, ủa đây cũng được ăn nhà hàng dạ, hả? Đúng rồi. Ồ, 50.000 đi chợ, leo leo leo. Đây là chương trình Hai ngày một đêm tự do, tự do. Yeah. Tối nay tôi sẽ giết cậu. Ủa, tôi sẽ cho cậu ngủ bãi biển. Wow. Mời các bạn ngồi xen kẽ nha.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng cái bữa tối rất là ngon miệng ở đây ha. À, nhưng mà trước khi dùng bữa tối thì ông quản lý, ông có đôi lời muốn nói với các bạn. Lại ông quản lý, là mình giật mới nữa. Xin mời ông quản lý ạ. Quản lý nhà hàng này hả chị? Đó chính là ông Lưu. À, Lưu quản lý. Ông Lưu này kiếp thứ mấy rồi? Trời ơi, ông này. Trời ơi. Ủa sao chứ nhìn chung trùm sò vậy, ngao sọng hết vậy? Ờ, bây giờ trước khi vô phần ăn, người ta nói đó là câu chuyện cao hơn mâm cổ. Lời chào cao hơn mâm cổ ông ơi. Nhưng mà bây giờ mình đang chờ là chờ cái gì? Câu chuyện. Câu chuyện, đúng rồi, để dẫn dắt vô trong cái bàn ăn của mình. Wow, hay quá. Rồi bây giờ đội văn nghệ thân yêu, ai có thể ra minh họa theo câu chuyện được à? Thôi. Dạ rồi. Quan trọng biết câu chuyện chưa chứ? Không, cứ kệ, cứ làm cho vui nhà vui cửa đi. Rồi em ra luôn. Tôi 10 điểm hình thể. Đúng. Ngày xưa trong một khu rừng nọ có hai con gấu. Em làm rừng. Gấu 1, gấu 2. Cả hai đã tìm ra được một miếng mật ong rất là lớn. Wow. Cái tổ ong nè. À, ok. Cả hai bèn tranh giành nhau cái tổ ong đó. Giành đi. Ăn. Giành không lại, đánh gấu em 4 cái. 1, 2, 3, 4. Ủa, thiếu 1 cái. Sau khi đánh xong, cả hai quyết định chia đều cái miếng mật ong ra. Nhưng cả hai đã thấy là miếng mật ong nó chia không được đều. Thì lúc đó cáo xuất hiện. Cáo. Cáo gì kỳ vậy? Ủa? Cáo xuất hiện. Cáo. Cáo gì kỳ vậy? Cáo. Đúng rồi. Cáo quyết định là giúp chia đều cái miếng mật ong này cho hai con gấu. Cắn một miếng thật to. Sau khi cắn xong, cảm giác vẫn chưa đều, cắn lại bên kia thêm cái nữa. Cứ như vậy cắn hoài, cắn mãi. Tới khi cắn hết miếng mật ong, hai con gấu nhìn nhau trong thèm thuồng. Mày chết mày rồi cháu, mày chết mày rồi cháu. Rồi cháu. Hết câu chuyện à. Ủa? Câu chuyện đó chính là một bài học nói về cái nết ăn, đúng không ạ? Vỗ tay. Và câu chuyện đó cũng sẽ liên quan tới phần thử thách của chúng ta. Và xin mời luật chơi ạ. Chúng ta sẽ chơi game ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Các bạn đang ngồi xen kẽ nhau giữa hai đội đúng không ạ? Dạ. Các bạn sẽ được phục vụ lần lượt các món đặc sản Bình Định. Mỗi món ăn sẽ được chia đều vào các chén nhỏ. Khi chọn món, các thành viên sẽ lần lượt ăn theo thứ tự từ trái qua phải hoặc ngược lại. Các thành viên bắt buộc phải ăn, không được bỏ qua. Số lượng nhiều, ít, tùy vào ý thích của các bạn. Tuy nhiên, người ăn chén cuối cùng sẽ là người thua cuộc. Và món ăn tiếp theo sẽ được dọn lên. Đội nào có nhiều người thua hơn là đội thua cuộc. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ được phục vụ món đầu tiên ha. Đó là món chả ram tôm đất. Wow, ngon á, này ngon. Từ bên đây em mời mọi người ạ. Rồi đi. Ăn hết tôi. Còn phía sau còn ngon, phía sau còn ngon lắm, phía sau hào sống. Mực hấp của bánh tráng. Nhưng mà em chắc gì em được ăn. Kể kỳ sao nó bắt đầu từ bên kia làm sao? Đúng rồi, em hơn thua quá Ray ơi. Ăn mà còn ngắm trời, ngắm mây nữa trời ơi. Nhơi quá. Ăn mà ngậm. Sao? Thấy nhơi cả nhơi quá, hồi nguội lạnh hết. Bên đây đói muốn chết. Em mời anh. Qua hả? Ôi, đừng nói rồi. Để tôi coi. Ăn chả giò chứ không phải ăn trầu cua tắm đâu.
Bình thường ấy, ở ngoài nội em ấy là cái nem. Nem. Gọi là nem và nó rất là dài. Vâng. Và là thường nó sẽ không có con tôm. Ok, vâng. Vừa ăn vừa nói đi, ok, hiểu mà. Ok. Là bên đây đói còn review. Review. Ôi em ăn thử không? Rồi lắm. Mò tôm. Chào các bạn, mình đang đến với buổi múc băng của mình ngày hôm nay. Wow. Anh nói người ta xong anh vậy không trẻ, ta nói mà cười mà. Trời giờ nó còn nói cái kiểu đi trên mạng mấy bạn nói gì đó. Các bạn ăn ngậm ngay cũng cùng mình ăn múc băng trời giòn ngon. Nè, donate vô một miếng chả giò nè. Trời giòn quá vậy. Trời ơi. Ủa nghe thực thực nha. Dùng máy hút bụi luôn. Dùng máy hút bụi luôn. Trời ơi, định triệt đường sống tụi tôi hay gì? Thì cái người kế cuối là sẽ giết cái người cuối. Thì cái người kế cuối là sẽ giết cái người cuối. Yeah. Ồ, vậy là Lâm ráng ăn thích, còn có cái đưa cho anh Giang là ok nè. Đúng không? 8 thôi. 8 cái rồi hả? Lâm, lỡ con số 8 mà muốn cái con số này chùm cái cho anh Giang thôi. Để ăn đi phải không? Đúng rồi, còn cái là mình thắng. Thắng cuộc chơi mà không thắng được bệnh viện đâu. Anh ơi, bệnh viện vậy nó đồ ăn băng ngon. Không ăn nữa. Thôi ăn đi. Không. Miếng nữa đi. Rồi. Xin miếng nữa. Không ăn. Ủa? Sao em ngồi đây? Mình ngồi sang kẻ mà. Ủa? Anh phải ăn cho anh giết Tuấn. Đúng rồi. Thôi mới ăn mà. Cái món cuối cùng đi, cái món cuối cùng rồi muốn làm gì là muốn hại nhau gì đi, cho anh ăn đi đói quá. Cho anh ăn đi đói quá. Anh bị liệu mà Quý. Rồi Tuấn là người ăn cái cuối cùng của món chả giò ha. Rồi món thứ hai là món gỏi tré Bình Định và nem. Thì sẽ ăn từ phía Chris Van qua. Em ăn nhiều giùm tôi cái đi. Trời ơi, chưa ăn gì hết cho ăn tré. Ngon nha. Cho miếng luôn á. Mà Hiếu. À, cảm ơn anh. Nè, ăn cái tối mặt quá để ra. Đó. Cho sáng mặt lên cho đẹp. Có anh tối á, em sáng nãy giờ rồi. Mặt em sáng nhất đây. Đúng. Rồi, miễn rồi. Em ăn một chén hay hai chén? Để em ăn cái đã, em chưa biết cái mùi này vị nó làm sao hết trơn. Ngon mà. Ngon. Ngon. Ăn xong. Ngon rồi. Ngon chứ. Thôi sao chú Sáu? Cũng được ngon. Dì diêu. Chua chua ngọt ngọt cay cay. Nồng nồng. Có rau nữa. Bi-ray làm câu thơ trước khi ăn bi-ray. Làm thơ thì phải có vần. Ừ. Nếu không có vần thì đừng làm thơ. Thì đừng làm thơ. Hay. Thơ hay. Hảo thơ. Rất nhiều ý. Chưa tới cuối con đường nữa hả? Qua luôn hết. Ủa qua luôn, nhanh gì? Hiểu. Một cái.
ăn mà suy nghĩ nhức đầu quá ha. Wow. Ăn mà tưởng chơi cờ tướng không á, nhức đầu quá. Cái món này là bỏ bỏ vô ớt vô nó cay cay mới ngon. Bùng vị lên đúng không? Wow. Không, vậy anh có trách nhiệm là giờ muốn anh ăn chén cuối không? Anh ăn chén cuối luôn thì sao? Không ăn miếng. Không ăn miếng. Trời ơi, quá đã luôn. À. Rồi. Chấp nhận. Chấp nhận thôi, trời ơi. Rồi, một đều. Món thứ ba sẽ là món nhum nướng. Wow, ngon quá vậy. Đi từ Tuấn qua bên đây. À. Wow. Xong đi chiều nào chị? Đi qua Huy. Đi qua đây tiếp Huy. Vậy là em không có cửa ăn rồi. Úp lại, úp lại, mỗi chén úp lại. Rồi bưng qua kia. Cảm ơn khách mời. Được không anh? Được, 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 được. Em hả? Em hả? Con này cháy nè. Cháy nè. Rồi, ướp. Dạ. Băng nát rồi. Rồi, phải luôn. Em hấp, em hấp. Em hấp, em hấp. Em hấp, em hấp. Rồi, rồi, hết rồi mình kìa. Ừ, 14 con. Ừ. Ôi. Mỗi người ăn 2 con là còn 6 con. Anh ăn con là còn 5 con. Em ăn 4 con là còn con. Ok. Quá trời. Stop. Stop. Mọi người tính chi để em ăn hết cho. Mọi người tính chi để em ăn hết cho. Rồi. Rồi. Hay vậy. Để phục vụ anh, để phục vụ anh đi. Ôi, anh thật giả tâm. Anh Quy kiểm tra, cạo cho sát đít cho em. Cạo vô răng hả? Đúng. Trong người thì mang bệnh nhiều, mà ăn cho cố vô. Thì ra, anh me tôi cái vụ mà gọi cuốn. Giúp tôi đi, giúp tôi đi. Thiệt, cái này thương. Này thương. Này thương. Ủa? Em im rồi. Đang đợi anh ăn thôi. Rồi, ngồi quay thua. Trời ơi. Rồi, như vậy tỷ số đang là 2-1. Rồi, ráng. Món tiếp theo. Món tiếp theo là mực nướng một nắng. Bắt đầu từ Trường Giang qua Dương Lâm. Dạ. Wow, wow. Ngon. Vô hoài. Quack!
Rồi, nước lại cho bếp đó. Một mình ăn không? Knock out rồi. Hay vậy trời. Thôi còn nói gì nữa. 7 năm sau mà không ăn một bụng nắng. Món cuối cùng là món thịt ba chỉ heo nướng với ớt xanh. Ngon, nghe ngon. Ăn tới món cuối cùng mà vẫn chưa no. Món cuối cùng mà vẫn chưa no gì cả, muốn ăn thêm. Mỗi phần một lạng. Đúng. Cho em cảm giác như đây chỉ là muốn khai vị thôi. Không sao, chúng ta vẫn sẽ có phần thưởng cho đội thắng, các bạn yên tâm. Yeah. Oh. Lên em ơi, lên em ơi, lên em ơi. Đói quá em ơi. Ủa, bự quá anh em ơi. Ngay chỗ Lâm hả? Nào bây giờ anh giết em lần nữa đi. Xin mạng thép. Trời ơi Lâm ơi, khoan 200, Lâm. Sao anh? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24. 8, 24 cái. 23 cái được rồi, 23 cái ngừng lại. 23 cái ngừng lại. 23 cái ngừng okay. lại được. Ok, vậy anh em cổ vũ em. Cổ vũ em. Ok. Mày ơi, tới bạn. Mày ơi, tới bạn. Ủa? Sao anh qua anh đẩy nước cho em rồi em? No quá. Ủa hay tẩn nét rồi lắm. Một là nhắm là giết, hai là ăn tiếp, hai là đi cho ta đi. Đúng rồi. Đừng ăn lưng lửng. Ờ, vậy mời em chuyển. Trời ơi. Hai cái à? Chú sao? Ê, vậy Hiếu thứ hai giết nha. Trời ơi, em đâu có biết ăn mỡ. Ủa? Mỡ nhiều quá em ăn không được. Trời ơi. Mỡ thì là ngày của đích rồi. 25 cái đi em. Trời ơi, em để lại cái cục nào mỡ nhiều nhất cho Hiếu đi. Đúng vậy. Trời ơi. Hiếu. Ôi, em không biết ăn mỡ. Em đừng lén, em phải cứu. Đi Hiếu, em một lạng hết nha. Hiếu. Hiếu được. Hiếu, cố lên Hiếu. Em làm được Hiếu. Hiếu, cố lên. Rồi. Đó. Hiếu. Hiếu được nha. Hiếu giỏi lắm. Hiếu giỏi. 10 11 phần. Hiếu giỏi là Hiếu kìa. Anh Tuấn ăn à, anh Tuấn ăn hết hả? Anh Tuấn ăn hết. Em Hiếu 12 phần. Trách nhiệm là em á hả? Đúng rồi. 12 phần. Trời ơi, sao tự nhiên đẩy trách nhiệm em mua món này vậy? 12 phần. Em không ăn là tôi ăn. Thôi vậy cho em miếng chinh su để bùng vị đi. Ok, hay quá em ơi. 6, 8, 10. Được, nó như một miếng sườn cơm tấm thôi. Trời ơi, ngáo quá. Lần đầu tiên em ăn miếng mỡ bự vậy luôn á. Nạt nè. Được em ơi, được. Hay quá Hiếu ơi. Tốc độ lên. Tốc độ luôn đi, ra nước, tốc độ nước, đi. Nước, hay quá rồi. Rồi. Chuẩn bị cho em đi. Vô cơm tắm đồ vô em ơi. Rồi lại một miếng mỡ nhất cơm tấn. Ok mỡ. Đây miếng này full mỡ nè. Không được, phải ăn từng cái từng cái. Chuyện ta anh ơi, tụi anh sao anh mắc cười, anh lớn cho anh chân gian quá anh ta, anh Tuấn ơi. Anh á. Mỡ. Này mỡ anh. Cái này mỡ nè. Đó. Rồi, ăn lẹ đi học rồi con. Lẹ ba chở đi học. Má thương. Wow, quá trời. Nó mới được chơi con nè. Wow, con ơi, ba nè. Hù cút thế. Trời thằng bé nó ói kìa. Ăn lẹ con ơi. Ông này, để con ăn từ từ. Ok, đúng rồi. Cái miệng bự giống mẹ nó nè ha. Nhiêu đây mỡ là nó hơn cái khối lượng mỡ mà em đã từng ăn trong cuộc đời em luôn. Không thì trong cuộc đời em luôn. À em không ăn mỡ bây giờ. Em không ăn mỡ bây giờ luôn. Ráng đi ăn, ráng đi. Kiểu này là em ăn xong là về nhà mẹ em là nấu mỡ không? Nói là bắt đầu mày biết ăn rồi. Rung tay luôn. Được em ơi, nuốt vô. Thật ra bạn gái Hiếu tên là Huệ đó mọi người. Được. Không phải đâu anh ạ, tên là Lua. Trời ơi. Bắn cái não không nhỏ. Trời ơi, mẹ lộn con. Mẹ bắn cái cổ rồi nuốt dễ nha. Ăn đi. Mẹ ghẻ. Ăn đi. Trời ơi, hết luôn kìa. Không cần nhai đi, anh bắn cho nó tự tan. Bắn tự tan. Bắn tự tan. Bắn mỡ đúng không? Đúng rồi, em phụ qua bên đây đi. Phụ qua bên. Im lặng. Rồi. Báo cáo lại cho Hiếu thứ hai ạ. Yeah.
Chú Sáu ơi, còn miếng cuối cùng của chú. Đúng. Lè đi. Trời, mọi người ơi, thấy sao? Chưa no đúng không? Đúng. Chưa no. Bình thường. Hiểu rồi chưa? Em chưa no luôn. Rồi. Wow. Mấy này sao no rồi anh? Cậu được ước thấy ha. Phần thưởng dành cho đội thắng sẽ là hai phần lẩu tự sôi Omachi. Trời. Wow. Ủa, em phục vụ em. Xin mời đội thắng. Dạ, ngày xưa là em ước ao là hả được ăn nồi lẩu y như là trên tivi vậy đó. Nè anh, ở đây có rau, nấm, bắp bò, cà chua, riêu, cua, đậu hũ đầy đủ luôn nha. Rồi, giờ tôi sẽ massage chuyên sâu. Cho em liệu trình medium rare. Ok. Rare chứ rồi đó. Rồi. Bích ơi. Dạ. Lên múa đèn đi em. Mừng Tết đến và lúc đến nhà nhà các nhà hồng quyền ông thắm tươi. Và kinh chúc người người sẽ gặp lành thế sau được hơn Tết này. Tết đến và bếp hồng và bánh trưng xanh cũng đang sao. Ê. Chín chưa mình ơi? Rồi, để tôi mở ra. Wow. Đi ngon nè. Rồi, chín rồi. Riêu cua nè. Dạ, mời công chủ. Rồi. Không mà múc vậy. Trời ơi, dễ quá. Múc vậy là phải ăn. À, phải à. Ăn thôi. Ngon không? Ngon. Ngon thì mới cho công tử ăn được. Ừ. Quá ngon. Ngon ngào, công tử. Thôi, ngon quá công tử ơi. Ừ. Ăn đi công tử ơi. Ngon luôn. Em cũng no lắm mà, không thể cưỡng được. Đúng. Ngon quá. Ừ. Như là rau tư là hết thì Đà Lạt xuống đó. Wow. Là ngon. Wow. Riêu cua này như là riêu cua mới bắt lên vậy. Ôi con cua nó còn giải sạch sạch nè. Ôi hay quá. Giờ nó sống đó mình. Wow, riêu cua ngon quá. Ngon ha. Ngon quá. Ừ. Tại như vậy chúng ta đã có một cái bữa ăn tối rất là vui vẻ. Bây giờ xin mời các bạn đứng lên và di chuyển vào set game. Yeah. Anh ơi, hư cái xuân quê em.